Sáng ngày 26 tháng 3 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quang Trung, Hội khuyến học xã Quang Trung đã tổ chức hội thi cán bộ hội viên làm công tác khuyến học giỏi lần thứ 3 năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội thi có nhà giáo ưu tú Lê Thị Hậu, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ngọc Lặc, ông Phạm Tuấn Quảng, Phó phòng giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Lặc, Phó ban thường trực xây dựng xã hội học tập huyện, các đồng chí trong ban thường vụ khuyến học huyện. Ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung, Chủ tịch Hội khuyến học các xã thị trấn của huyện Ngọc Lặc cũng về tham dự đông đủ. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các tri hội khuyến học xã và các nhà trường. Mỗi đội gồm 5 thành viên. Đây là đơn vị được hội khuyến học huyện Ngọc Lặc chọn làm điểm để học tập và rút kinh nghiệm để tổ chức tại các xã thị trấn trong thời gian tới. Phát biểu chúc mừng tại hội thi, nhà giáo ưu tú Lê Thị Hậu, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ngọc Lặc, vui mừng phấn khởi trước không khí của hội thi cán bộ hội viên làm công tác khuyến học giỏi xã Quang Trung. Đây là đơn vị được Hội khuyến học huyện Ngọc Lặc chọn là đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức hội thi để rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Hội thi đã được tổ chức long trọng với sự tham gia đông đủ của cán bộ hội viên làm công tác khuyến học trên địa bàn xã Quang Trung. Đồng chí cũng khẳng định thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hội thi cũng là dịp để củng cố bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và quản lý của đội ngũ làm công tác khuyến học khuyến tài. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, tham mưu được cấp ủy chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội để cán bộ hội viên khuyến học giao lưu chia sẻ thông tin và kinh nghiệm làm công tác khuyến học. Trong không khí vui tươi phấn khởi, hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi tại xã Quang Trung lần thứ 3 năm 2023 có 14 đội tham gia, trong đó 11 đơn vị thôn và 3 đơn vị trường học trên địa bàn xã. Các đội đã trải qua 3 phần thi: màn trò hỏi, phần thi hiểu biết và phần thi năng khiếu. Nội dung tại các phần thi, các đội phải thể hiện được những thông tin về công tác khuyến học của đội mình những sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động cũng như thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn dân cư hiểu biết của cán bộ làm công tác hội về những văn bản quyết định của các cấp đối với công tác khuyến học năng khiếu của cán bộ khuyến học kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho tri hội khuyến học trường trung học cơ sở quang trung giải nhì thuộc về tri hội hợp lực và trường mầm non giải ba cho tri hội thôn bái e thôn ngù sẻ thôn quang bái thôn quang thái bình và một số giải phụ